cắm cắm trùng á chính rồi. Đây đang quay trực tiếp mấy anh mấy cậu em sớm trồng đi ra cái lưới quá chừng dính quá chừng vừa tép tép cái đồng tép cho tép rong á rồi cá rô phi nó sạc cá rô nhiều lắm chút mình cho coi. Mình đang kéo nè, đang kéo quay kéo trước. Thấy trưa nè mấy này nó cá nó chạy dữ lắm, các con nữa. Ê, nhảy qua chỗ này nè, đang kéo vô góc kia, đó vô mấy góc. Mấy cái ruộng trống này mà nhiều lắm, nhiều tép lắm, rất nhiều tép, tép trong lắm. Cái tép đó là cháy lên thì ôm cũng bánh tráng là hết sảy. Lưới này hơi nhỏ chứ nếu mà bao hết này ngon lắm. Ồ, có chưa 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 không vô sát bờ luôn. Không gì gì vô sát bờ luôn chứ để nó dội. Nè nè, nè nè. Tép này ngon lắm, sạch trong luôn. Vũ vũ. Phóng ra đây có cái lòng tông đó. Lòng tông gọi là lòng tông bay, nó bay ra được nhảy cái chết cả. nó bay. Cậu bảy hôm nay bảy chim hay là đi kéo chung? Đi kéo à, mê ha, tép cái này mới ngon á chứ trời ơi, mấy cái hàng này giờ hàng hiếm. Anh Năm hôm nay anh cũng không có đi làm ha, đi kéo không? Cá gì đu phi, đu phi ngạnh bén đạp cái lúng chân. Ừ. Mấy hôm có đi bẫy chim ngọt. Dạ, lấy cây ra. Lưới này như nó cũng ra được hay ta, sao ta không này 3 phân 4 phân gì. Dở lên cái quay cái này hạ xuống đó, này là ít rồi đó, nãy nhiều lắm, để mới mới kéo qua mấy lượt rồi đó. Không à, để xuống luôn, để xuống luôn rồi lấy tay á, lấy tay bốc bốc á, bốc bốc bỏ ấy ra, bỏ đất rồi ra. Lưới kia em biết cái còn sạch luôn, cứ đập họ nó lại đây chân à, chúng nó gom lại chỗ cứ im ở đây là họ nó tép lại đây chân. Lòng tông này về cuốn bánh tráng hết sảy ha, hấp lên. Phải ấy vô phải không, phải có rượu hay là bia vô à, thấy nó tép bù là trắng chưa, tép này dễ chơi lắm. đi. Dễ về bỏ vô cái thau nước cái nó nổi lên trên ha, lấy vợt lấy rổ đó lựa mấy này còn sống thì vậy à. nó chết lựa chồng thằng Ừ, thì đó còn sống thì vậy, em kéo mà đâu làm gì đâu chết. ơi Đừng để đổ nha. chưa xong cái lưới này tới nữa kêu nữa rồi Rồi chút lại trời coi lên đây nè, nhiều lắm nè thấy thấy mấy này mê lắm rồi. Rồng quá bạn ơi, giờ mấy cái quá này lắm bảy hoàng ông quất cái tép đụng à, luôn cá to bự kìa bên bển hả à, ra ruộng bên đó kia. con con à ừ. bự không cái bữa rồi con vô con nhủ ngoài kia kìa tép nó bự tép còn bành bành tép trứng không chứ mày là còn bữa trong quất một cá một lưới một lưới một bệt anh xót tụi anh nó rồi luôn à, tép anh Năm anh đang xách cái xô lại đó, đó cái đó quá chừng luôn. Mấy này là hàng hiếm mà giờ cực kỳ hiếm luôn. vậy đây là vậy vậy kho được rồi nè lựa liếc gì nữa không xiên thì cắt đầu, nó không xiên thì cứ để vậy. Wow, nhìn mê quá, nhìn mê không dạ đúng rồi, ăn bột ôm cuốn bánh tráng. Năm cho em mượn cái xô kia một chút đó, đây 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 nè coi cái thành quả này, này kéo mấy lưới mà đừng gì anh à, trời thấy nó mê không, ba nè lưới nè đó nè chọt ra đây à, nè quá.
chừng đó. Này quay để húp mạng coi, nhiều người thích mấy cái này, hàng hiếm, đậu đồng chính hiệu đúng không? Thực phẩm sạch, nó như mê không? Em nó qua đây là thôi đủ. Có mà chút cho địa, cho cái địa chỉ vô xem luôn. Chưa kéo dễ, đâu biết cái chỗ mình ở đâu đâu. Không, vậy bữa tôi để cấm rồi kéo lưới, cấm kéo lưới bạn để đây à, cấm kéo lưới ruộng nuôi cấm câu. Nói vậy chứ ai lạ lạ sao dám vô. Vô kéo đâu đây, qua bên kia hả? Quá chừng này mê không đó. Bữa nay anh biết vô, bữa nay nước hơi đầy không, bữa nước kém hả, quất ba lưới là nửa thùng bê á đó. Ghê không, nghe mấy ảnh nói không, bữa quất ba lưới nửa không thì đúng đúng đúng, nước kém tại hôm nay nước rong mà, hôm nay cái nay 19 không còn nước rong. Qua mê qua chừng qua này cái lưới như đánh trận vậy đó, rồi cũng phải chia người ra, ví dụ người lùa rồi hai người kéo, tại cái lưới mình có nhiều đây à, này cũng vui lắm à. Kéo mà được con này con kia vui lắm đó. Để nhắm hướng coi cái hướng nào, tại thường trong ngay gốc kia các lòng tông nó nhầm nhiều lắm, nhưng mà nó khôn lắm nha, lòng tông này cực kỳ khôn nha, nó thấy động là nó chạy, mà nó chạy lẹ lắm, mấy cái lưới mình thấp này nó bay, nó nhảy qua được luôn, gọi là lòng tông bay mà. Nó nhỏ hơn cái loại lòng tông đá dưới sông, nó nhỏ lắm, nhỏ cỡ hơn chứ nó lớn chứ đũa chút xíu thôi, chứ phải lòng tông đá là có con khoảng mà tay cái cẳng cái luôn á. Lòng tông đá là lòng tông ở dưới sông á, nhưng mà không ngon bằng cái này. Con này mấy con này xương nó mềm, mình về mình ví dụ mình rửa sạch thôi, rửa sơ thôi, rồi ôm hay hấp cuốn bánh tráng là thôi, ồ nói mà thèm. ở đây dễ kiếm ăn, gà đồng xiên xiên có hết. Đang kéo đang gom lại đó nha, mình ngưng máy để mình chạy nhanh qua góc đó để mình cho các bạn coi. Nó bay nó nhảy giết rồi, kéo sát gì vô trong luôn, nãy còn ở ngoài á, nó sợ nó nhảy ra. Để dậm dậm đây nè, cậu bảy dậm dậm dưới đây nè cho chạy ra. Ừ, dậm sát vô. Để từ từ anh, để cho dậm dậm. Nó trong đây cho chạy ra đó. Rồi kéo từ từ vô. Rồi từ từ. Đó, rù phi nhảy kìa. Lên bờ luôn ấy. Lên luôn. Vũ từ từ lại. Mấy rù phi bự quá. Vũ từ từ lại. Hạ kì xuống đi cho nó. À, em cầm hai một tay nè, tay cái đầu à, tay trong tay ngoài đó. Ừ, đúng rồi, mới dĩ vũ ra được, bỏ cái cây xuống à, nhảy kéo vui luôn, kéo vui luôn, coi chừng có mấy con rô phi bự nhảy. Rồi gom lại cái lấy rổ vớt trên thôi, lửa dưới rồi. Wow, mê à. Mấy con gì dẫn chuyện này. Ốc nhiều. Cá nhiều nên ốc không thèm bắt luôn. Quá chừng ốc luôn mà cá cũng có. Rồi hạ hạ con coi chút đi. Đó rồi. Rồi vớt cái tông quá chừng. Tông này ngon quá chừng. Để cho nó gom lại chỗ nào sạch sạch. Vũ xuống cọc, vũ xuống cho nó cũng lội lên một góc à. Vũ mạnh mới tép. Tép là tép chồng dính dưới lưới. Vậy nữa ngoài đây cho đã. Cho nó gom gì lại, cho nó gom lại cái này. Nè nè. Nó lại cái cẩn luôn. Mê vô. Cẩn ăn cái thùng. Nhiều lắm mà. Đổ ra quá cả mà luôn. Mất công kéo lại nữa. Đây có cậu bảy, cậu bảy là chim bảy chim. Cậu bảy mốt cho con đi theo cậu bữa nha, con quay phim.
đi coi cái bẫy chim á. À. Đi đi. Ừ. Đây nè. Dạ, bữa nào ấy cậu đi cậu nghe nhà cậu tao điện mà chứ. À vậy cũng được, có số mà. Tao là nhớ số đâu. Con ra con ngồi, không phải con con đặt cái máy quay gần đó luôn, đặt cái máy quay con che lấy ấy che lại. Trời đó. Nên là số 4274. Ừ. Phải không? Dạ đúng rồi. Không nhớ số đâu luôn. À số con hả? Không, 0989503757. À nãy cậu cậu số bàn đúng rồi đúng số bàn rồi. Ừ, đúng rồi cậu đọc số bàn còn thưởng đọc cái số di động. Nếu mà nãy giờ mà bắt ốc chắc được một xô đó ốc đó quá chừng ốc luôn, ốc nhiều lắm ở đây, ốc nhiều không khoảng ba bốn ngày nữa tới hai mấy âm lịch thì nước hết lưới này quá chừng nhiều. Chú đi ngủ mấy cặp ba con chưa đi ngủ. Nhìn thấy không? Nhìn rất là ngon. Cái này mình tháo đập cũng không ngon mà đâu. Mình tháo đập cũng có cái này nhưng mà cái tháo đập á là nó rác nó ra nhiều lắm. Khó, con này dễ lựa nè. Nhìn thấy mà. Vớt từ từ để em coi đó. Rồi nè, thấy không? Thấy không? Đó, thấy chưa mê chưa? Vớt cái bọn động nữa. Cũng sạch cái này sạch nè. Đó. Động trở lại đá chân nữa không quá. Động trở lại chân á, động trở lại chân á. Để lắp cái vớt cái một rồi. Đừng vớt nữa. Vớt hoài à. Nói hoài không nghe. Vớt hoài à. Thấy mê quá anh, vớt quá. Không mà mê thiệt. Chúc dạo khỏi mua bia. Hùng có lưới à. Hùng lưới hả? Hùng lưới rồi. Rồi chẳng chẳng. Ủa, đám giỗ đâu hả? Nhà đâu quá. Không. Rồi vậy vậy về ấy đi, về là ấy bột. Trời ơi. Thôi chiên xù hả? Ôm luôn. Chiên xù với không ấy cái gì? Không phải, ôm với bánh xèo. Trời đất ơi, này bánh xèo thôi. Mệt luôn. Bánh tráng. À, bánh tráng. Rau rừng, bánh tráng rau rừng. Là hai lá cách đồ ha, lá lớp. Hả? Bếp này lửa là trộn có bơi. Lai nước vô rồi qua ấy, qua tầng nắng qua cái món. Dạ, hôm qua nó dồn vô mấy cái gốc. Còn đó là thôi có mấy con lựa mẹ đi. Thôi lựa mẹ về. Mấy con. Nửa xô rồi các bạn, nửa xô rồi. Bạn nắm về kho chém rồi. Sen được, sen kéo tê, nó ấy hết rồi. Tắp 10 cái gốc này chắc được hết. Con để trước mà. Thì lùa vô gốc mới. Gốc đó nhiều lắm mà sen kéo được đâu. Chút vô đó kêu cậu bảy cậu đập cho chạy ra. Lùa vô góc này nè. Trống. Quá chừng lòng tông nè, nhiều lắm. Nó cũng khôn nó kiếm vô mấy cái chỗ này núp vô. Từ từ cho cậu bảy ông đi. Mấy cá rô phi nó động nó chạy. Đi từ từ thôi, từ từ. Đá nước rồi chạy ra. Kêu cậu bảy kìa, cậu đi nhanh tới cái lùi. Anh áo xanh, anh đứng cho anh cậu bảy cậu lùa. Lùa trong... Đó. Rơm lại nữa. Này sạch. Lâu gì nữa luôn. Một viên thôi. Rồi. Ừ. Trong xô gần nửa xô rồi đó. Chắc cũng nhiều quá, 5-6 ký. Hôm nay nước rong. Nước rong nên nó qua coi có được nước bỏ ra nó không. Sáng chưa. Ồ, đã quá. Lúc xe giúp sụp. Nhảy.
để cho làm để cho động bên đây để mấy cá tép nó dồn vào bên góc bên kia. Tại đây có rác, rác cái ống, không có công lửa. Đỡ lửa. Vậy chỉ có để chảo lên xong là lửa lại nữa chứ. Cái này xỉu luôn, nhậu xỉu luôn. Ba con á, làm như ba con rửa xỉu. Nè, đưa này coi ai đưa ông về. Ừ, ông tài xế đầy. Xỉn nhậu, xỉn ngủ, ngủ tỉnh dậy về. Ông đời. Nè, mọi người thấy không, mới kéo khoảng chừng năm lưới không cả, anh năm lưới ha, năm lưới mà như đây nè, mình nghĩ cái này để coi ít nhất cũng phải là 6 kg 7 kg á, nhiều lắm, rất là nhiều tép con. Cá con này ngon lắm. Wow, lòng đồng bay nè, tép trong, tép rong nè, tép ở đây mình gọi tép trong, tép gạo, có người gọi tép rong, tép riêu á, miền Tây là gọi tép rong, tép riêu, à, cá sặc bớm nè, rô phi, cá sặc đồng này ở đây, này là cá sặc ở đây, còn này cá sặc này nó ở đâu á, tới sau này mới thấy nè, lúc trước mình không có thấy cái loại cá sặc bớm nè, cá sặc lai ở đâu có. Là ốc hồi nãy giờ không bắt nha, nếu mà bắt ốc là chắc cả bao đó, cả bao ốc mà đỡ bỏ hết. Nữa hả? Anh bắt chim phải không? Anh này bắt chim luôn giống cậu quẩy. Rồi kết thúc clip đây nha, cảm ơn mọi người đã xem. Chim hả?